cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện về những ước mơ có thể xảy ra và trở thành hiện thực với một nhân vật huyền thoại trong các bộ phim điện ảnh của châu Âu. Thưa quý vị, nhân vật Wonder Woman với sự hóa thân của thí sinh Tố Tố. Trong cuộc đời của mình là ghét nhất là phải chạy. Chưa bao giờ mình có một cái cảm giác mà chạy mệt tới như vậy. Ở trong cái lòng nó nóng nè, rồi cảm giác là đau nè, mệt. Nhìn các bạn khác á, tập rất là hăng say nên là mình phải cố gắng thôi. Hồi trước tới giờ mình rất là lười tập thể dục và không thích tập thể dục. Những cái bài tập mà chưa bao giờ mình tập hết trơn á, đứng lên là cũng khó khăn nữa, chứ đừng nói là cái việc mà mình phải duy trì hàng ngày. Bản thân thì lúc nào cũng có một cái giới hạn hết, nên là khi mà mình cố gắng, mình đạt tới cái giới hạn và mình cố gắng thêm xíu nữa, mình vượt qua cái giới hạn thì đó, mình có thể khỏe hơn, không còn những cái suy nghĩ mà chán nản và bỏ cuộc nữa. Thể loại nhảy tuần này của mình đó chính là hip hop. Mình sẽ đưa cho khán giả thấy được một hình tượng siêu anh hùng rất nổi tiếng trong các rạp phim hiện nay. Nó thể hiện được là phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ, can đảm và đồng thời có một nét quyến rũ không thể cưỡng lại được. Và mình mong là có thể thể hiện đúng cái chất hip hop mà đó là một cái thể loại là mình rất là yêu thích. Trong hình tượng Wonder Woman, Tố và huấn luyện viên của mình Quang Đăng. Cưng quá, hôm nay là em lột xác luôn đó, nhảy rất là chắc chắn ha. Xin mời Lý Nha Kỳ, có vẻ là rất là thích thú. Thích, chị thích em ngay từ màn mở đầu, em đẹp lắm á. Trong cái chương trình này em là hot girl. Thiệt, bây giờ là em thấy là em có nét tương đồng với chị Nha Kỳ rồi đó. Em chỉ còn thiếu cái hột xoàn thôi là giống Lý Nha Kỳ nha cưng nha. Chị cho luôn. Cho em, luôn rồi. Em mà đạt giải quán quân chị cho luôn. Bởi vì em đẹp. Đẹp, đẹp có quyền. Em đẹp mà nhảy tốt. Về mặt tổng thể là hay. Bà dựng hay. Thầy của em cũng đẹp trai nữa. Báo trước cho Kỳ biết thầy đẹp trai mà dai sức nữa. Vậy hả? Hồi nãy thấy khiêng được bạn là biết rồi. Cảm ơn Kỳ. Thế còn anh Đàm anh thấy sao ạ? Để khen Quang Đăng đẹp trai, nhảy giỏi là một điều hết sức là thừa. À vậy hả? Anh John. Hơi phũ phàng nhưng mà hồi nãy em định là kêu anh là thầy em. Nhưng mà hồi giờ em thích cậu kia hơn rồi. Chết rồi. Lấy đi. mà rất là thái độ á. Ừ. Lấy đi. Như người ta là đồ chơi, muốn lấy thì lấy. Quang Đăng chúc mừng em sắp sửa đeo hộp xoàn. Nè, đừng có đặt để người ta đâu hết. Trái tim Quang Đăng đã thuộc về Tố Tố. Đúng rồi. Cất hết đi. Đúng rồi. Hộp xoàn chỉ là sao qua phù phiếm ở đây. Em nói làm sao? Em có nhường Quang Đăng cho Lý Gia Kỳ không? Nói. Dạ không. Không luôn. Được chưa? Mời anh Đào. Chính vì cái bước nhảy Quang Đăng nó quá xuất sắc, cho nên là dễ cho người xem thấy là cái sự chênh lệch. Nếu đang giảm bớt chút xíu nữa sẽ thấy là nó đồng đều hơn. Cái bài này ý tưởng thì có rất là hay, ngay cả cái rhyme quốc nó cũng đúng nhịp nữa, chỉ vào một vài chỗ thôi, nhỏ thôi, nó chưa có đã. Em phải làm sao mà tập cho nó thật là ngon lành và cỡ mình
nó nhịp nhàng cùng với Quang Đăng á, điểm số sẽ rất là cao. John thì John có nghĩ giống anh Đàm không ạ? Đúng rồi. Ừ, vậy tôi khỏi nói. Ừ. Xong. Rồi, giỡn thôi. Rồi một ơi. Ngày chị sẽ là bạn diễn nhảy với em. Yeah. Mùa năm sau chị sẽ đi thi, tại chị thấy hiệu quả quá à. Tại vì có một tuần mà cứ xuống 4kg vậy là chị xin 2 tuần thôi. Kỳ ơi, Kỳ cho bao nhiêu điểm? Có chút anh tị tay nãy cứ không nhường Đăng nè, giận cho điểm thấp ráng chịu nha. Trời ơi, 8 điểm. Có nghĩa là giận trò nhưng mà vẫn thương thầy nên nó bù qua đáp lại. Đúng rồi, đúng rồi. Madron. Kèo lắm. 7 điểm. Mời anh Đàm ạ. À. Tôi mà cho cái điểm số, mất công người ta nghĩ tôi giống bà Kỳ. Nên tôi phải quyết định là số 7 thôi. 7 điểm. Vâng, thưa quý vị, và điểm trung bình của bạn là 7,3. Mời bạn tiến về bàn cân. Ghét không? Thầy nắm tay trò yêu chưa? Cân nặng cũ của Tô Tố là 86,6kg. Và bây giờ là 83,3kg. Bạn giảm được 3kg. Số phần trăm là 3.8%. Và tổng điểm của Tố Tố nhận được cộng thêm 1 điểm của tuần trước nữa là 12.1 điểm. Wow. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.